Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Lời của Chúa là thần linh và sự sống. Amen. Lời của Chúa có năng quyền để biến đổi đời sống của chúng ta. Nhiều con người, nhiều hậu thánh đã vâng theo lời của Đức Chúa Trời và cuộc đời đã biến đổi và đem đến vinh quang cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi tin chắc rằng là lời Chúa trong buổi sáng hôm nay cũng đem đức tin cho hội thánh của Chúa và hội thánh của Chúa sẵn sàng. Amen với lời của Chúa Trời. Quý vị có amen không ạ? Chúng ta biết được có nhiều lời của Đức Chúa Trời, chúng ta amen một cách dễ dàng và làm theo. Nhưng mà có nhiều lời chúng ta cũng amen nhưng mà không có làm theo. Nhưng mà Chúa nói trong Gia-cơ rằng là hãy thực hành lời của Chúa, chứ không phải lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Amen. Điều Chúa muốn đó là chúng ta phải thực hành lời của Chúa Trời. Có một lời Chúa trong Luca đoạn 1 câu số 15 nói như thế này. Từ câu số 13: Nhưng thiên sứ bảo Sa-cha-ri đừng sợ, lời khẩn cầu của ông đã được nhận. Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một trai, hãy đặt tên là Giăng. Ông sẽ vui mừng hớn hở và nhiều người cũng sẽ hân hoan vì nó ra đời. Con trẻ sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu nho hay là rượu mạnh, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi trong lòng mẹ. Dân sẽ đưa nhiều người Israel trở về cùng với Chúa là Đức Chúa Trời của họ, để đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Eli, để đổi lòng cha quay về với con cái, hướng kẻ không vâng phục đến sự hâm khôn ngoan của sự công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Chúa dạy dỗ chúng con, thăm viếng đặc biệt chúng con trong thời giờ này, nhất là Ngài mở lòng mở trí mỗi một chúng con ở đây, để rồi ai nấy có thể amen với lời Chúa và làm theo lời của Ngài, để Chúa được vinh hiển và chúng con cũng được phước ở nơi Đức Chúa Trời. Cảm ơn Cha. Xin Thánh Linh dẫn chúng con vào lẽ thật này, cho con hết lòng và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu số 15 nói rằng là con trẻ sẽ được tôn trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu nho hay là rượu mạnh, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khí còn trong lòng mẹ. Chúng ta thấy được các nguyên tắc mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong thời kỳ thập ước. Người đầu tiên được sinh ra để mà mở đường cho Chúa Giêsu, để ban bằng các cái gập ghềnh và làm cho các chủng tộc được bằng trở lại. Ở đây nói rằng là sẽ đi trước mặt Chúa với tinh thần và quyền năng của Eli, để đổi lòng cha quay về với con cái, hướng kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của sự công chính, và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Một chức vụ vô cùng quan trọng của Giăng Báp-tít đó là đem lòng của cha trở lại với con cái, đem tấm lòng của Đức Chúa Trời trở lại với Israel, đem tấm lòng của Đức Chúa Trời trở lại với những người trên thế giới này, và đem lòng của người cha trở về với con cái, hướng kẻ không vâng phục đến sự khôn ngoan của sự công chính. Chúa sẽ biến đổi và đem sự khôn ngoan cho những người bất chính và trở thành công chính.
và để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng cho Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang ở trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ chờ đợi Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Và chúng ta làm thế nào để chuẩn bị một dân tộc sẵn sàng chờ đón Chúa Giêsu chúng ta trở lại? Giăng Báp Tít mở đường cho Chúa Giêsu đến để đem nhiều con cái trở lại cùng Chúa. Thì ngày hôm nay chúng ta là những con người tiếp tục để đem nhiều con cái trở về với Chúa và chuẩn bị sẵn sàng chờ đón Chúa Giêsu chúng ta trở lại. Chúng ta ngày hôm nay trở thành một chức thầy tế lễ nhà Chúa. Ngày xưa những thầy tế lễ Lê-vi thì họ được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời, họ cũng không được uống rượu. Đó là một trong những thầy tế lễ để biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay là chúng ta có một chức tế lễ cao trọng hơn, chức tế lễ Lê-vi, đó là chức thầy tế lễ nhà vua, là chức thầy tế lễ rất lớn, vô cùng lớn lao trước mặt Đức Chúa Trời, là thầy tế lễ cho toàn cả thế giới. Chúng ta phải có một đời sống như thế nào để Chúa được vinh hiển? Chúng ta là những người làm thế nào đó, như lời Chúa Giêsu đã phán dạy rằng là hãy đi khắp thế giới giảng tin lành cho mọi người. Phải không ạ? Nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh là phép báp têm cho họ và dạy họ bỏ điều ta đã truyền cho các con. Dạy họ bỏ điều ta đã truyền cho các con. Chúng ta là những người truyền giáo và chúng ta là những thầy giáo, những giáo sư để dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời cho những người tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Chúng ta cần phải biết địa vị của mình, cần phải biết cái chức vị của mình để chúng ta có thể sống một đời sống mà thế giới này không kiện cáo được, sống một đời sống vinh hiển Chúa và danh Chúa không bị nói phạm trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng là không được uống rượu nho hay là rượu mạnh, vì người được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi trong lòng mình. Chúng ta có thấy một cái nguyên tắc ở chỗ này là Đức Chúa Trời đã bày tỏ rằng là khi một người đầy dẫy Đức Thánh Linh thì không được đầy dẫy rượu. Amen. Đã đầy dẫy Đức Thánh Linh là không được đầy dẫy rượu. Và Chúa luôn luôn bảo chúng ta rằng là hãy đầy dạy Đức Thánh Linh, hãy đầy dạy Đức Thánh Linh, hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Tâm Thế Sa 5:18, hãy đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúa muốn chúng ta luôn luôn đầy dạy Đức Thánh Linh, Chúa không muốn chúng ta đầy dạy rượu. Và chúng ta biết được cái bản chất của rượu rồi, phải không? Rượu thì nó có chất cồn và rất là mạnh, có chất cồn và rất là mạnh, và nó làm cho con người có thể say. Con người nhiều lúc không nhìn biết được chính đời sống của mình. Trong Ngôn đoạn 20:1 thì nói như thế này: rượu nho là kẻ nhạo báng, rượu mạnh là kẻ cãi lộn. Người nào bị nó quyến rũ không phải là người khôn. Rượu nho là kẻ nhạo báng, rượu mạnh là kẻ cãi lộn. Người nào bị nó quyến rũ không phải là người khôn. Hội thánh của Chúa là người khôn. Amen. Bởi vì hội thánh của Chúa không uống rượu. Dù là hội thánh của Chúa bị rất là nhiều người trong thế gian này dèm chê, nhưng mà hội thánh bởi vì tin nơi lời của Đức Chúa Trời nên vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì cái bản chất của nó là nhạo báng, cái bản chất của nó là cãi lộn, phải vậy không? Như vậy thì chúng ta thấy được rằng rượu có tốt không? Không tốt chút nào cả. Tôi nhớ cách đây khoảng hơn 20 năm rồi thì có một cái hội thánh vùng cao nguyên trong cái thời kỳ bao cấp, mà rượu và thuốc lá thì bán rất là chạy, hai cái món này thì bán chạy nhất đó. Nhưng mà khi mà hội thánh của Chúa phát hưng từ một vài gia đình ở nơi đó và trở nên một cái hội thánh lớn
và chia ra rất là nhiều hội thánh khắp nơi tại cái vùng đất đó, và họ đã tin nhận Chúa Giêsu, và trong làng của họ không còn chút rượu nào cả. Người dân tộc thì họ uống rượu càng rất là nhiều và rượu đế đủ mà cái gì cũng rượu hết, nhưng mà khi họ tin nhận Chúa Giêsu rồi họ bỏ rượu và họ không uống rượu. Mà khi không uống rượu thì cửa hàng không bán được, không hút thuốc thì cửa hàng không bán được được. Và bất cứ xảy ra rất là nhiều điều làm cho dân sự của chúng khốn khổ, nhưng mà họ rất là vui mừng bởi vì họ làm theo lời của Chúa Trời. Họ có đức tin nói lời của Chúa Trời. Và chúng ta cảm tạ Chúa rằng thời gian bị nhà bán vì không uống rượu, không hút thuốc, nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay thì chúng ta được khen là hậu thánh tin lành không uống rượu, không hút thuốc, rất tốt, được lên truyền hình nữa. Tôi nhớ lại cách đây hình như là năm ngoái có một đám cưới tại tại Bình Phước đó, một anh em cũng là trong nghệ sĩ và đám cưới toàn là nước ngọt, và được lên truyền hình, được lên báo, được khen tặng. Một đám cưới không rượu, không thuốc lá, không và không. Mà cái những ngày mà tôi thấy được là chúng ta ở trong những cái buổi truyền giảng tại Sáu Bích đó, tại trung tâm của người Công giáo đó, thì mấy ngàn người ở tại nơi đó, 4.000 người, chúng ta nhớ 4.000 người đó. Nhưng mà sau đó thì rất là bình an, rất là tuyệt vời, đến nỗi những người công an họ cũng không hiểu nổi, có nghĩa là họ nói là không có một cái tàn thuốc nào mà quăng như thế, bởi vì họ sợ cháy nổ, họ bảo vệ rất là kỹ. Nhưng mà hội thánh của Chúa không có một điếu thuốc lá nào và không có người say xỉn bước vào trong đó để quậy phá, và hội thánh của Chúa được tiếng khen. Chúng ta có thích tiếng khen không? Tôi tin chắc rằng là ai nấy đều thích tiếng khen. Và chúng ta biết được là tiếng khen đó là cái lời mà người ta nói cho hội thánh của Chúa là một lời rất là tuyệt vời. Amen. Để hội thánh của Chúa tiếp tục có thể bước đi một cách tốt đẹp hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng xem một cái lời nữa là của Habacuc thì nói như thế này: phải, câu số 5, đoạn 2, rượu dối gạt nó, kẻ tự cao không được nghĩ, lòng tham nó rộng mở như âm phủ, như tử thần, nó không hề thỏa mãn. Rượu dối gạt nó. Bản chất của rượu là cho người ta say, là cho người ta phê. Phải không ạ? Có một cái nồng độ, có một cái nồng độ cồn, và nó đem được sự hại cái thân thể của mình. Và Chúa nói là rượu nhạo báng, rượu làm cho hỗn hào, rượu đem lại cái sự cãi lộn, và rượu vào thì lời ra, phải không ạ? Rượu dối gạt nó. Theo cái đặc thuộc linh thì chúng ta thấy rằng là rượu có một linh ở bên trong. Nhạo báng cũng là một tà linh của sự nhạo báng. Khi người uống rượu rồi thì thường hay nói nhạo báng. Người uống rượu rồi hay cãi cọ. Người uống rượu là người ấy bị dối gạt. Amen. Là người bị dối gạt. Nên chúng ta cần phải thấu hiểu được về tinh thần của rượu, về bản chất của rượu, để chúng ta có thể quyết liệt từ bỏ và không có nghi ngờ gì cả, không có nghĩ ngợi gì hết. Thứ hai là chúng ta biết tác hại của rượu. Nếu chúng ta vào trong báo chí, nhất là báo của thanh niên, mỗi năm 40.000 người chết vì rượu. Mỗi năm 40.000 người chết vì rượu. Bởi vì rượu có cái nồng độ cồn rất là lớn, và nó làm cho thân thể chúng ta bị bệnh tật, có thể bị loạn tinh thần, có thể bị xơ gan, có thể bị bao tử, và rất là nhiều bệnh tật. Và nó là khoảng 30 bệnh tật xảy
người uống rượu và nhiều rượu. Đó là một cái sự tác hại rất là kinh khủng về xã hội này. Nhà nước của chúng ta có những phương pháp về rượu, có những cái sự khuyên lân về rượu và cũng có những cái luật về rượu. Ngày hôm nay khi chúng ta chỉ uống một lon bia thôi thì đi ra ngoài đường mà bị kiểm tra nồng độ cồn là bị phạt rồi, phải vậy không? Người ta đủ mọi cách để hạn chế về rượu. Đối với xã hội này đủ mọi cách hạn chế về rượu thì hậu thánh của Chúa có vui mừng điều này không? Hãy cảm tạ Chúa vì những ngày tháng trôi qua chúng ta đã cầu nguyện rất là nhiều về rượu. Thì bây giờ nhà nước của chúng ta họ có quyền, họ có luật để rồi hạn chế về rượu. Đó là điều chúng ta rất vui mừng tạ ơn Chúa. Nhất là nếu mà ngày hôm nay chúng ta tiếp đãi cái đám cưới của mình, gia đình của mình, mà chúng ta đãi bia cho người ta, đãi rượu cho người ta, mà nếu mà ra ngoài đường thì họ bị phạt thì sao? Mà nếu ra ngoài đường thì người ta bị tai nạn thì chúng ta có bị cáo trách không? Tại sao mình không cảm tạ Chúa vì nhà nước của chúng ta đã có những cách để mà giảm bớt về rượu, mà càng không uống rượu thì càng tốt. Có nhiều cán bộ, nhiều lãnh đạo, người ta đã quyết định bỏ rượu bởi vì rượu làm cho người ta trở nên mất giá trị. Còn hậu thánh của Chúa thì chúng ta lại đãi rượu cho người khác thì sao? Amen. Amen. Chúng ta hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng ai đã gặp hoạn nạn, ai đã bị sầu thảm, ai có sự gây gỗ, ai có than thở, ai đã bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ ngầu, là những người la cả lâu bên chén rượu, những kẻ đi ném thứ rượu phạt. Đừng nhìn rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó lấm lấm trong ly và chảy ra ngọt liền, cuối cùng nó cắn như rắn, chích như rắn độc. Như vậy thì cái tác hại của nó là nó cắn như rắn và chích như rắn độc. Có ai muốn rắn cắn không? Nhưng mà người uống rượu là như vậy đó, là bị nó cắn như rắn và chích như rắn độc. Cái bản chất của nó là như vậy, cái tác hại của nó là như vậy. Tôi nhớ lại có hai anh em là người em có một cán bộ trong tỉnh Lâm Đồng của chúng ta, có hai đứa em nó nghiện rượu mà không có cách gì để mà giải thoát được. Nó nghiện đến nỗi là cạo đầu, vào quy y, vào chùa, vào nơi này đến nơi khác, chỗ nào mà lưng thì đưa vào hết, nhưng mà cuối cùng làm sao không giải quyết được. Ông chị em nhớ quán cặp thà mình ở đây không ạ? Có hai đứa em gặp được mày. Cuối cùng là anh nhờ tôi rồi bây giờ đưa đi Sài Gòn để mà vào trung tâm để giải cứu. Thì khi vào Sài Gòn thì em nói thầy ơi cho con đem theo chai rượu nha. Đó là đem một chai gì. Tôi chở đi một đoạn nữa nè, cho con nghỉ chút xíu để con uống một tí. Tôi đi về tới Sài Gòn là nó cỡ 3-4 trạm là gừng lại để cho em uống một tí, chứ không nó không ngồi được. Cho đến khi chở vào trung tâm là còn khúc nữa nữa. Nó là thôi con uống hết đi rồi vào. Mà vào rồi thì không còn uống nữa, không hút thuốc, không gì hết. Và nó ăn ngon, ngủ ngon mà được giải phóng một cách rất là diệu kỳ. Đến nỗi ông anh ông nói rằng là tôi không hiểu nổi, bởi vì tôi đã đi cấp cứu cho nó 2 lần rồi mà nếu mà không kịp là nó chết luôn, nó đột quỵ nó chết luôn. Nhưng mà vào trong hội thánh thì không cho uống rượu, cũng không cho uống thuốc, nhưng mà nó sống sờ sờ và nó mập mạnh, nó khỏe và nó bây giờ trở thành người tốt. Cảm ơn Chúa. Và bây giờ thì ông mua chiếc xe taxi để cho nó lấy taxi ở trên Đà Lạt. Chúng ta thấy tuyệt vời không ạ?
Như vậy là có phải Đức Chúa Trời ban cho hội thánh có quyền năng để giải cứu những người nghiện rượu không? Có phải đem cho chúng ta có quyền năng để chúng ta giải cứu những người nghiện ma túy không? Và đủ loại nghiện, hội thánh của chúng là giải cứu những người nghiện. Mà trái lại là hội thánh là chúc rượu cho người khác thì sao? Điều đó rất là vô lý. Amen. À, chúng ta trở lại với Habacuc đoạn 2 câu số 15. Anh em nào có đọc giùm tôi có kinh thánh không? Habacuc đoạn 2 câu số 15. Chúng ta xem từ ở đây nói đi gì đâu. Amen. Khúc thay cho kẻ ép người lân cận uống rượu. Rồi gì nữa? Ấn chai vào miệng họ cho đến khi họ say, để có dịp ngắm xem cái sự lóa lồ của họ. Những người say rồi đó, nhiều lúc là coi là thoát y luôn, nằm ngoài đường. Nhưng mà ở đây nó là khốn thay cho kẻ ép người ta uống rượu, khốn thay cho những người chúc rượu cho người khác để cho họ say, để thấy thử lá rượu. Chúng ta nên làm điều này không? Có nhiều người dùng đủ mọi cách để nó nói lên là che đậy cái tội lỗi của mình, che đậy cái việc mà ban rượu cho người khác, chúc rượu cho người khác. Ngày hôm nay nhà nước của mình luật hình sự có cái luật là ai ép người khác uống rượu thì sao? Bị phạt. Có phải không ạ? Ngày xưa thì không có, nhưng ngày hôm nay thì có rồi. Amen. Và chúng ta là những người mà nếu mà chúc rượu cho người khác, chúng ta khốn thay. Khốn thay có nghĩa là khốn, là khốn khổ đó. Mà làm cho chúng ta rất là thấp, giá trị chúng ta rất là thấp khi chúng ta chúc rượu cho người khác, hay là đãi tiệc rượu cho người khác. Trong hội thánh của Chúa, nhiều anh chị em từ trước cho đến bây giờ thánh của chúng ta không có uống rượu, nhưng mà có những người yếu đuối đãi rượu cho người khác. Không hiểu tại sao mà lại sợ người ta đến mức độ phải đãi rượu cho người ta bất chấp lời Đức Chúa Trời ban tỏ. Ngày hôm nay chúng ta uống rượu mới. Amen. Uống rượu mới đó là thức đức thương. Bầu da mới phải uống rượu mới. Đó là Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Thánh Linh đầy dẫy trong đời sống của chúng ta, để chúng ta trở thành một người mà say trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Anh chị em có ai say trong Thánh Linh chưa? Có nhiều người say trong Thánh Linh mà phải nói là tuyệt vời vô cùng luôn á. Nó cũng gặp gù lắm mà say trong Thánh Linh được Thánh Linh chiếm hữu, lạ thường luôn. Người say trong Thánh Linh thì đem cái sự giải cứu cho người khác, đem cái sự chữa lành cho người khác, đem cái sự tốt lành cho người khác, đem hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà người say trong rượu thì sao? Làm người khác rất là khốn khổ. Amen. Một người, một gia đình chúng ta có một người say xỉn thì chúng ta có thích không? Chắc chắn không là thích rồi. Không ai thích chuyện đó. Nên chúng ta biết được rằng là Chúa nói rằng nếu mà chúng ta không muốn điều đó thì đừng làm điều đó cho người khác. Chúng ta đã không muốn uống rượu mà đãi rượu cho người khác thì điều đó Chúa không muốn. Amen. Chúng ta phải nắm chắc lời của Đức Chúa Trời. Đừng có dùng lời này lời ấy kia để mà chống lại lời của Đức Chúa Trời. Amen. Nhưng mà chúng ta cần phải amen với lời của Đức Chúa Trời rằng là không thay cho kẻ ép người ta uống rượu, ấn chai vào miệng họ cho đến khi họ say, để dịp ngắm xem sự lóa lộ của người ta. Biết bao nhiêu điều sau khi uống rượu xong họ ra đường. Ngày hôm nay họ ra đường, nhiều người uống rượu rồi gây tai nạn giao thông rất là nhiều, vì đã chết vì tai nạn giao thông vì rượu cũng rất là nhiều. Say xỉn ra mập mờ và không giữ vững tay lái và đem đến cái sự tai nạn cho người khác, khốn khổ cho người khác. Có những người phải giết chết những con người mà phải trong gia đình của họ là người mà chủ chốt trong gia đình, để nuôi vợ nuôi con rồi cuối cùng bị chết. Và chúng ta sẽ bị cắn rứt rất
trên Jeremy đoạn 35 thì Chúa nói gì ở đây nè? Jeremy đoạn 35 thì Chúa nói như thế này. Ông Jeremy ông từ câu số 5, 35 câu số 5 này: tôi dọn tất và những bầu đầy rượu ra trước mặt những người nam trong gia tộc Rê-cáp và mời họ, mời anh chị em uống rượu, dùng rượu. Nhưng họ đáp: chúng tôi không hề dùng rượu vì tổ phụ chúng tôi là Jonadab con Rê-cáp đã truyền dạy cho chúng tôi: các con và con cháu các con đừng bao giờ uống rượu. Rồi câu số 8 thì nói rằng là: và chúng tôi đã vâng theo mọi điều tổ phụ chúng tôi là Jonadab con Rê-cáp truyền dạy. Chúng tôi, vợ chúng tôi, con trai con gái chúng tôi trọn đời không hề dùng rượu. Đây là lời tuyên gia, tuyên dương của Đức Chúa Trời đối với dòng dõi Rê-cáp. Họ nói rằng là: chúng tôi, vợ chúng tôi, con trai con gái chúng tôi trọn đời không hề dùng rượu. Và Chúa nói như thế này, từ câu 14 này, Chúa nói là: Jonadab con Rê-cáp đã truyền dạy con cháu đừng uống rượu và chúng đã vâng theo không uống rượu cho đến ngày nay. Chúng đã vâng giữ lời truyền dạy của tổ phụ chúng. Còn ta đã bèn lòng phán dạy các ngươi, nhưng các ngươi không vâng lời ta. Chỉ có lời tổ phụ truyền dạy là không uống rượu là họ vâng theo không uống rượu rồi, dứt khoát không uống rượu rồi, trong nhà của họ không uống rượu rồi. Và Chúa dùng gia đình này để tuyên dương. Và Chúa nói rằng là cái dòng dõi hay các con Jonadab này, tổ phụ dạy gì thì họ làm đến như vậy, còn ta đã dạy dỗ các ngươi nhưng mà các ngươi không vâng theo lời của ta. Chúng ta thấy không ạ? Như vậy ngày hôm nay chúng ta có nên đại lượng cho người khác không? Bây giờ thánh của Chúa chúng ta đặt câu hỏi đi. Chúng ta có nên uống rượu không? Có nên đại lượng cho người khác không? Amen. Amen. Tôi rất là vui mừng khi quý vị quyết định này. Trong những cái đám cưới đã qua, có những người yếu đuối đã dùng rượu bia, đã dùng. Và bây giờ chúng ta nhớ là hãy ăn năn với Chúa. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy chúng tôi đi hai cái đám cưới. Và cảm tạ Chúa rằng hai cái đám cưới này không có rượu. Và đám cưới ngày hôm qua, đám cưới của con Công Thư là đám cưới của Công Đức đó, và cha họ không dùng rượu. Nhiều người trong gia đình tấn công đủ mọi cách ép họ dùng rượu, nhưng mà họ nhất định không đãi được, không đãi biệt, hát toàn nhạc khóc, không có nhạc đời vào bên trong. Và có người họ thắc mắc và nói: cho tôi hát một bài nhạc đời. Con Thư con nói rằng: em ơi, mình hát nhạc đời cả đời rồi, bây giờ chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi, ưu tiên cho nhạc khác đi được không? Uống rượu cả đời bây giờ chỉ còn vài tiếng nó không uống rượu được không? Tại sao chúng ta lại có thể nghe lời người ta dèm chê mà chúng ta sợ mang tiếng, chúng ta sợ họ nói thế này thế kia mà chúng ta không có sợ Chúa hết? Sợ họ chúng ta có được cái gì không? Nhưng mà sợ Chúa thì chúng ta được phước ấy. Amen. Bắt thấy không ạ? Bây giờ ví dụ như tôi mời anh Điệp đám cưới con của tôi, anh nói rằng một sư có đại được không? Tôi nói không, tôi không đại được. Nó là không đại được tôi không đi. Thì như vậy là anh đi đám cưới là vì
rượu chứ đâu có phải đi ứng cứu vì tình cảm tôi đánh đâu. Phải vậy không? Họ thì có rượu mới đi. Như vậy là đi ứng cứu là vì rượu cũng mới đi. Chứ còn đối với tình cảm rượu không rượu vẫn đi. Đi để chúc phước cho đôi tân hôn đó. Đi để chúc phước cho hôn lễ, cho gia đình mới đó. Amen. Chứ không phải đi để uống rượu. Chúng ta hãy nhớ điều này. Và tôi nói là một lần nữa, tôi đã nói nhiều lần trước rồi. Nếu mà quý ông bà anh chị em lấy người ngoài thì đừng có mời một sư, đừng có mời một thầy. Đó là thật sự. Đừng có buồn phiền gì hết. Đừng có làm anh chịu thôi. Còn nếu mà đái rượu thì cũng không nên mời một sư. Bởi vì nhiều người luôn luôn dòm hành và luôn luôn kiện cáo. Đó, ông mới dự cái đám của tín đồ của ông kia kìa, ông đại rượu, ông cũng dự cái kia, họ đại rượu, ông không dự. Làm cho chúng ta, làm cho khó. Giống như là con 17 Galati, sao nói gì đâu. Đúng rồi. Giống như là đặt lại trong đó. Anh chị hãy vâng lời và phục vụ những người hướng dẫn mình, thì họ chăm sóc lên học anh chị em phải khai trình với Chúa để họ hăng hoan thi hành nhiệm vụ, khỏi phải thả hết thang, vì nếu vậy thì chẳng ích gì cho chị em. Amen. Làm thế nào để cho người lãnh đạo của mình, người tranh chấp mình đừng có thở thang? Nếu anh chị em nghĩ đi, nếu mà mình đãi rượu bia thì mục sư có đau không? Đau lòng không? Rất là đau lòng. Mà thở than thì sao? Nó không có lợi gì cho anh chị em hết. Nên là thế nào chúng ta cần cái này vâng phục? Trước nhất là vâng phục Chúa. Bởi vì mục sư không phải giảng lời của mình, nhưng mà bằng lời của Đức Chúa Trời. Và tin chắc rằng lời của Chúa đem đức tin cho chúng ta để chúng ta đứng dậy và quyết định. Không được. Nhớ là đám cưới của Nghĩa không à? Nghĩa và Trinh đó. Chú Nghĩa rất là mạnh mẽ, quyết định không để được. Vì bên mẹ, bên cha thì những người là hữu rượu đó. Rượu rất nhiều, thích rượu quá mà. Nhưng mà quyết định không được. Mà khi họ không, quyết định không được. Ai tới thì cứ tới, mà ai không có thì không sao. Amen. Chúa ban phước cho chúng ta. Không phải là chỉ có đám cưới rồi có chút phần quà đó là mới đem lại sự sung mãn cho chúng ta đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đáng ban phước cho chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời là đáng ở cùng chúng ta và Ngài nhìn thấy cái quyết định của chúng ta, cái đức tin của chúng ta. Đừng có lờ mờ nữa, hãy quyết một cách mạnh mẽ rằng là chúng ta không sử dụng rượu và cũng không đãi rượu ai hết. Bởi vì rượu, cái bản chất nó là nhạo báng, rượu bản chất nó là cãi lộn, rượu của bản chất nó lừa dối, có những linh tà linh ở bên trong đó. Và bao nhiêu người đã khốn khổ vì rượu rồi. Amen. Chúng ta phải dứt điểm về rượu, dù có một chút cũng không. Amen. Amen. Những người trung tâm giải cứu ma túy, có những trung tâm thì nó thôi cho anh em uống thuốc, từ từ giảm dần, giảm dần. Nhưng mà khi họ khám phá ra rằng là điếu thuốc là cái ngòi nổ cho ma túy, cho nghiện ma túy, nên vào dứt luôn, không thuốc men gì hết. Và cảm ơn Chúa thì họ được giải cứu. Nhưng mà hút thuốc là dần dần. Hãy có đức tin để Chúa Trời. Một giọt rượu có thể kéo người đó đến cái chỗ say rượu. Một giọt rượu khiến người đó trở thành ham mấy rượu, mà nó phá hại cuộc đời của những người. Ngày xưa thì tôi cũng uống rượu như hủ chiều. Người ta nói như vậy. Trong cơ quan đấu rất là nhiều, say xỉn hoài mà chẳng có phước hạnh gì hết. Xong rồi nó đau đầu, nó cực khổ lắm, không có phước hạnh gì cả. Mà trở nên thèm rượu. Mà nếu mà không có uống một chút thì nó thèm, trước khi ăn có uống một tí để cho nó ngon, ăn ngon không à. Còn nếu ai đau bao tử, theo lời của Phao-lô nói rằng là thì con có uống chút rượu để mà tiêu hóa. Nếu ngày hôm
hôm nay con không có thuốc tiêu hóa thì hãy uống chút rượu đi để cho nó tiêu hóa tốt. Nhưng mà ai không bị bao tử mà uống rượu vô là cho mình bị đau bao tử, giống như là công bố rằng là mình là người đau bao tử nên mới uống rượu cho để tiêu hóa, phải không? Hãy dứt khoát nào, đừng có để cho ma quỷ giao dịch. Amen. Chúa có vinh hiển, chúng ta bị nó phạm, chúng ta học qua hôm ra gì đại hữu rồi đó, bắt đầu họ suy gẫm, họ nhạo báng, họ nói chúng ta không ra gì hết. Họ nói rằng là coi cái đám cưới của này, người tiên Chúa tiên làm cho này cho kia không dùng rượu, nhưng mà nhà này chịu chơi lắm á, đẩy rượu luôn à, giống như là khen lên như thế này, nhưng mà trong lòng họ cười mà chẳng ích lợi gì cho chúng ta như điều đó. Nên tôi mong rằng hội thánh của Chúa từ ngày hôm nay trở đi, ai đãi đám cưới thì chúng ta không nên dùng rượu, không nên dùng bia, không những gì có men. Bởi vì cái luật của Chúa, cái nguyên tắc của Chúa là đầy dạy Đức Thánh Linh thì không thể đầy dạy được. Và Chúa luôn luôn dạy dỗ chúng ta là phải đầy dạy Đức Thánh Linh, phải đầy dạy Đức Thánh Linh. Đầy dạy Đức Thánh Linh chúng ta khôn ngoan, chúng ta nói ra bởi Đức Thánh Linh. Bởi vì lòng đầy dạy thì miệng nói ra, còn đầy dạy được thì nó cũng nói ra. Toàn là nhà bán và cãi bộ, nó không ít lợi gì hết. Nhiều người riêng gì không nói, nhưng mà rưu vào thì nói suốt ngày, mà nó bậy nó bạ nó đúng thưa. Nên chúng ta cần phải biết được điều này, dù có một chút cũng không, bởi vì chỉ cần một chút thuốc độc thì nó làm hại đời sống của chúng ta. Để cảm ơn Chúa, vì Chúa ban phước cho hội thánh của chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta mỗi một người đến với Chúa trong sự cầu nguyện, và chúng ta quyết tâm bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời trong lời của Chúa, để chúng ta sống một đời sống vinh hiển danh của Chúa. Và cơ hội này là cơ hội nhà nước đã ra nhiều luật lệ về rượu, về nồng độ cồn, và đã đem cho chúng ta một cái sự khích lệ chúng ta tiếp tục hành động, không phải là lúc học khích lệ mình lại trở lại cái con đường cũ, không như vậy được. Và chúng ta mỗi một người sẵn sàng ăn năn những cái sai lầm của mình đối với Chúa, và chúng ta quyết định trong ngày hôm nay trở đi. Hội thánh của Chúa, chúng ta có một phút để chúng ta cầu nguyện, sau đó tôi sẽ dâng lời cầu nguyện cho quý vị. Mong người chúng ta nói với Chúa trong lý gì. Chúng ta nên ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài dẫn dắt chúng con vào lẽ thật về rượu, những chất say. Con cảm ơn Ngài. Con tin rằng lời của Chúa Giêsu dạy là các ngươi hiểu biết lẽ thật, lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Lẽ thật đó sẽ giải phóng các ngươi. Chúng con biết lẽ thật về rượu, và chúng con phải được giải phóng ra khỏi uống rượu, nghiện rượu và mọi thứ tồi tệ phía sau có hậu quả của nó. Và chúng con sẵn sàng giống như nhà thế khác. Tổ phụ dặn dò không được uống rượu thì họ không uống rượu cho đến ngày mà gặp tiên tri về việc này, và họ không uống rượu. Bởi vì tác hại của rượu thật là kinh khủng cho con người, cho xã hội, gây sự nhức nhối cho xã hội. Nó cắn như rắn mà chích như rắn rồi, làm cho người cũng được phải đau đớn, khốn khổ, và gia đình không hạnh phúc. Biết bao nhiêu cuộc đời đã trở nên tệ nạn xã hội, biết bao nhiêu gia đình đã tan vỡ bởi vì rượu. Thì hỏi Chúa, xin cho cái con dứt điểm dù một giọt. Bởi vì một giọt sẽ có hai giọt, một ly sẽ có hai ly và hơn nữa. Và rất là nguy hiểm, chúng con không thể nếm thử những thứ độc. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chính mình con, tha thứ cho dân sự của mình. Tất cả anh chị em chúng con là những dân sự của Đức Chúa Trời. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những gì đã qua về thiếu hiểu biết. Và Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Ngài trong những ngày đến, là những ngày hậu thánh của Chúa
sẽ quyết định bởi vì họ đánh vua chưa có đức tin. Có đức tin thì biết chấp thì dám làm. Dù thế giới này, dù xã hội này có kinh chê, có nhạo báng chúng con, nhưng mà Chúa bình vực chúng con là đủ rồi. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu Christ, ta nói với những cái tàn linh mà thúc giục hầu thánh của Chúa, con người uống rượu, linh nhạo báng, cãi lộn, lừa dối này phải đi ra khỏi hầu thánh của Chúa, đi ra khỏi mỗi gia đình của chúng ta ngay bây giờ. Hãy đi ra khỏi ngay bây giờ mà không có quyền cái hầu thánh của Đức Chúa Trời. Hầu thánh thể sống bằng rượu mới là bởi thánh linh của Đức Chúa Trời, chứ không dùng rượu đen nữa, không dùng những gì mà ta sai làm cho con người tiếng nói của họ không còn giá trị, bởi vì họ nói là người này sai. Rượu nói chứ không phải là người đó đâu. Xin Chúa cho chúng con, lời của chúng con nói ra là thần linh và sự sống, bởi vì chúng con đầy dạy Đức Thánh Linh, đầy dạy rượu mới của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta phá hủy công việc của Satan dùng rượu để làm cho thế giới này đảo điên, để dùng cho thế giới này phải say, và nhiều loại say nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, nhiều men mà làm cho con người say, làm cho con người nghiện. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta phá hủy công việc của Satan và nói với con người phải đi ra khỏi thế giới này. Hãy đi ra khỏi xã hội này, đi ra khỏi đất nước Việt Nam của chúng ta, hãy đi ra khỏi khu vực của chúng ta ở đây. Tất cả những quyền lực Satan phải đi ra, để con người không bị lừa dối vì rượu, không bị lừa dối vì những cái việc mang say khác nữa, để rồi họ thật sự được tỉnh thức, để biết Chúa là Đức Chúa là của mình, để sống cho Chúa. Còn cảm ơn Ngài, nguyện Chúa đầy dạy Thánh Linh, đầy dạy Thánh Linh trên quý ông bà anh chị em chúng con tiếp tục đầy dạy rượu mới và tiếp tục sử dụng họ theo cái con người mới của Chúa, của Thầy Giêsu đã ban cho. Còn cảm ơn Ngài, chúng con là người mới, mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự được trở nên mới. Còn cảm ơn Ngài, con dâng hậu thánh trong tay của Ngài, nguyện Ngài tiếp tục lãnh đạo hậu thánh của Ngài. Chúng con hy vọng và con nguyện trong danh Chúa Giêsu đến. Amen. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.